Chào các anh chị và chú quay trở lại kênh của cái Phú. Hôm nay em đến quán đồ cũ, quán này lâu rồi. Mới quay lại có cái bộ ngon ngon mà trước em quay cho vị coi á. Bộ này nó bán bao tiền đây? 60 man á. Bộ này nó gồm hai cái loa này. 60 man này. 60 man là ra 120 triệu đó. Cả thuế đó. Ghê thật. Z208. Đây bên cạnh đó nó có một Yamaha NS1000M, con này cũng giữ. Nó đang bán tầm 11 triệu rưỡi. Đây còn con U607KX của Samsung bị hỏng gì đây. Trái phải xuất âm này. Nhưng mà cái volume này nó bị giật. Này, nhưng mà hiện tại thì họ vẫn đang dùng để nghe thì phải không vậy? Bên cạnh đó này có một con Denon DNP720SE. Con này là như kiểu nó cũng chơi được nhạc mạng đấy. Nó như kiểu nó ghi Network Audio Player này, 720SE này. Con này cũng khá là rẻ, 3 triệu, chưa đầy 3 triệu. Con này nó cũng nhẹ cũng nhẹ, tầm chắc tầm 3-4 cân nữa. Nhưng mà về Việt Nam nó chơi tầm 4 triệu một chút gì đó, khá là ok. Ở đây có một bộ bâu 301 CD5, con này nằm đây khá lâu quá nhỉ. Vì nó cái căng nó bị rách này, không rách này. CD5 với kép con này 75W đến bao nhiêu, đến 150 đến 200. Bắt đầu là tầm 75W. Tối thiểu ạ. Mà là hướng ngưỡng của nó. Còn nó thì nó xuất hiện ra 03 rồi gì ạ. Mới bán 6 man, bây giờ cũ nó bán 38.500 cả thuế. Nói rằng hơi tầm 7 triệu rưỡi gì đó. Đối với thời điểm hiện tại là 7 triệu rưỡi gì đó. Trong thì nó còn vẫn rất là đẹp này. Đó. Không chê luôn á, trong không chê luôn á. Đó chỉ có một kia điểm trừ là cái e-căng nó bị rách cái vải thôi. Còn ngoại hình và cái loa màng loa đều ok hết ạ. Đó. 301 CD5. Rất là đẹp luôn, trong sáng rất đẹp luôn. Con này nằm được khá lâu, không ai mua, Nhật mua chắc là chọn ngoại hình nhé. Nằm đây khá lâu. Đây, loa đây cũng khá là nhiều. Ly có thứ gì đây thì nhiều bạc ngàn luôn. Sang bên này em quay cái gì ở đây có cái gì đây. Hai cái đan sạc thử. Một cái âm ly để hát gọi là để gọi là âm ly, cái này người ta gọi là vang nhỉ, mixer âm ly. Để hát karaoke ạ. Mix 1, mix 2 này, cái này 8.800. Nhẹ. Ngon rồi, con này ngon. Nhẹ tầm 4 cân đấy đó. 8.800 hiện tại nó đây tầm chưa đầy 1.6 triệu bạc. Mà căn này đây học cô học nhà bì cô dầu. Con này thì để nó chỉnh cái âm lượng mà nó ghi là trường học, bệnh viện rồi công trường rồi âm cho âm to hơn á thì dùng cái này. Đây nó có mic 1, mic 2. Lại chỉnh ba đường ra, ba đường vào, mắc mịt, loa ok này. Con này cũng dùng như một cái vang được. Con này thì thôi, sang bên này thì nó có nhiều loa lắm, loa bạc ngàn luôn. Nhưng mà loa đây có gì đây, Bose Companion 5 108W tốc lực 2000, con rẻ đấy à. 5 CD1 ấy, thì nó rẻ hơn, CD2 thì đắt hơn tầm 7 sen. Đó, bây giờ có một con bốt bow gì đây, Cinemate 32. Có một cái này và hai cái loạt rời. Không có cái cục âm ly nhé, dòng này thì không có âm ly, có này và hai cái. Đấy, sau này không có cái âm ly kia này. Thì giá nó là tầm 1.800.000 gì đó. Cả thuế nha quý vị, giờ nó rẻ rồi. Còn ở phía đây thì có nhiều gì cả.
Hôi bên này thì cũng không có nhiều đồ lắm, sang bên sang quay. Sau này nhiều loa bâu này, bâu loa tay này, loa rời, loa lời nhiều lắm. Đây, quý vị có thể thấy là một là bột cặp bâu 101 IT có 60 W cho đến 160 W, rồi điện trở 6 ohm, made in USA này. Đó, một cặp nha quý vị nhé, còn khá là đẹp long lanh. Một màn một màn không thuế, màn mốt cả thuế đó, thì đang rơi tầm hai chưa đầy 2 triệu. Đây có một bộ bầu 501Z này, khớp lực 300W, một cái cục tầm to và 4 loa con cúp nhẹ. Đây là 101VM thì nó có màu khá là lạ so với những loại 101 khác, là cây này. 11.000 ra tầm 1.900.000 gì đó, hiện tại nhé, ra tầm 1.900.000 gì đó. Việt Nam thì nó cũng rơi tầm chưa đầy 3 triệu, 2 triệu mấy đó. 101MM này, 101MM này, 101MM này, rất là nhiều. 3 cặp sao hồ lấy 150W, 6 ohm. Còn này thì nó từ 45W cho đến 150W. Đấy, rất nhiều đoán lời luôn. Đây có một bộ 1000M của Yamaha nữa, Victor SX 3000, monitor 900 của Yamaha Onkyo. Đây, đây có một cái con súp Yamaha IST SVK 205 đẹp này. Con này thì sắp tới là 150W, đạt thật. Con này nặng lắm, trước em cũng gửi về cho anh Phương trong miền Nam á, miền Tây đâu 105 gửi đường biển cũng về rồi, về lâu rồi. Đó, thì đừng nói chung đường biển hay đường e thì em vẫn nhận gửi hết nha quý vị. Đây có một con bow AM5 series 3, con này rẻ đấy, con nó có đủ hết nhưng không có âm ly nha quý vị nha. Âm ly hai cục thớt trong, không có âm, có âm ly thì nó bán 1.3-200 hiện thời điểm hiện tại đó, rồi tầm trên 2 triệu một chút, 2.1 triệu gì đó. Quanh quanh đây thì đàn đúng rồi, cái đồ gia dụng rất là nhiều. Rồi bên này vẫn còn phát tách nhá. Đây có gì đây, đây có một cái bộ ampu, là cái như kiểu cái cục đẩy của cái thằng toa. Con này thì nó công suất 120W nhân 12 kênh 240W, P120DH là đi luôn, P120 là 120W luôn. Mà trên này là một cái thằng gì đây, Howling Processor, Howling Processor của Victor. Con này là Fortech PM0.3, 8.800 rưỡi này. Một cặp này đạp bọc trong một bóng đẹp luôn này. Đây có sau này có nguồn và dây, con này made in China ấy, Fortech bây giờ made in China ấy này. Fortech 0.4 này, to gấp rưỡi 0.3 này. Con này thì không bọc vào túi ni lông như cái con 0.3 kia. 10cm này, con kia là 6, con này thì 10. Cái bát ạ, cái thước bát cục made in China luôn. Đó, Fortech. Fortech thì được một cái dòng loa rất là hay, rất là nổi tiếng và cũng nhiều anh em chơi. Đây có Behringer gì đây, mấy con tầm xa này, parameter digital multi equalizer này. Đây là một cái lọc xì điện tử của tầm xa này. Còn đây là gì đây, đây cũng là một equalizer của Victor D320. Con này có con 4 kênh của thằng Behringer, 5.500, con này đắt nhỉ, xưa mua 3.300, giờ lên 5.500. Trước mở lên Igata mua 3.300, rồi xong đây lâu lâu rồi ít nè, 5.500. Đây có một con gì đây,
Mikiso. Con 8 kênh đường ra MX821S. Con này để nó dây mixer studio output. Như bộ một con không có cộng mic nhỉ con. Có equalizer gì đây mà giữ này. Equalizer của LH500 HK kể là lại gì đây không biết luôn. Thôi tạm thời quay mọi người loa cho anh chị của chú cùng tham khảo, và lâu nay em mới có dịp đi quay lại thì rất mong anh chị của chú tiếp tục ủng hộ kênh và xem kênh nhiều hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.